Và sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin cuối ngày từ Washington DC cùng với ký giả Nguyễn Văn Khanh. Vâng, Kim Dung và Hoàng My xin kính chào anh Khanh ạ. Dạ vâng và một lần nữa từ Washington tôi là Nguyễn Văn Khanh cũng xin gửi lời chào đến hai bạn Kim Nhung và Hoàng My và không quên gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của SBT. Câu chuyện mà tôi sắp kể ngày hôm nay là câu chuyện có liên quan đến thời tiết. Tôi không biết là có đúng hay không nhưng mà nó khởi đầu từ thời tiết. Sáng ngày hôm nay tôi gọi điện thoại báo tin cho anh Nhân là anh Nhân là bạn của tôi, bạn của tôi từ thỏ mà chúng tôi mới học xong trung học. Anh học giỏi, anh học trường Quốc học là đẹp trai, anh vào uh, Sài Gòn học kỹ thuật phú thọ ra làm kỹ sư. Uh, nghĩa là anh là mọi chuyện đều đẹp hết. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì tôi gọi tôi bảo với anh là ông ơi, hôm nay là ngày đầu đầu xuân thì bắt đầu anh ấy buồn. Anh bảo rằng là đầu xuân mà kali mưa là tôi nhớ huế của tôi quá và anh ấy nói với tôi một điều anh bảo là chứ ông không biết có cái không biết có cái xứ nào mà mưa mà nó buồn như xứ huế hay không và anh bảo với tôi rằng là mùa xuân là ông phải biết là huế là bắt đầu có hoa sầu đông tôi biết đến chữ hoa sầu đông khi mà năm 1971 lúc tôi ra thăm bố tôi lúc ra, đang hành quân ở tại huế Lúc đó là cái quyển sách mà tôi cầm ở trên tay là quyển Mưa trên cây sầu đông. Và cái quyển sách đó là quyển của chị Nhã Ca viết. Lúc đó tôi mới biết rằng là à, cây sầu đông hoa màu tím thì là người miền Bắc của chúng tôi gọi là hoa xoan. Và ông nhạc sĩ Tuấn Khanh cũng viết một bài, bản nhạc nổi tiếng cả nước mà ngay đến bây giờ người ta cũng vẫn còn thay đua nhau hát. Là, đó là bài Hoa xoan bên thềm cũ, cái màu hoa tím tím đó. À, khi mà tôi ra đến Huế cũng vào cái thời buổi từ, à, cũng vào cái thời điểm này của mấy chục năm trước đây hơn nửa hơn nửa thế kỷ trước đây thì đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hoa xoan đi nhiều đến như thế và hoa xoan đẹp đến như thế anh bạn của tôi lại bảo thêm tôi kể lại cho câu chuyện đó cho anh nhân bạn tôi để anh bảo ở chứ ông không biết trời xanh ra màu tím là để dành cho thiếu nữ người huế cho phụ nữ người huế mà áo dài áo dài màu tím là người phụ nữ Huế ai ai mặc cũng đẹp cứ phụ nữ Huế mặc màu tím là đẹp tôi mới bảo với anh là ông ơi ông nói như vậy thì hơi quá tôi thấy là phụ nữ nào mặc áo mỗi dài màu tím cũng đẹp hết ông nghĩ một hồi thì ông bảo với tôi là ông nói đúng nhưng mà theo tôi thì phụ nữ Huế mặc áo dài màu tím đẹp hơn phụ nữ ở những miền khác đó là cái câu chuyện mà tôi phải ghi lại để mà kể cho quý vị khán thính giả nghe buổi tối ngày hôm nay với anh bạn anh bạn tên nhân của chúng tôi thì là phụ nữ nào phụ nữ Việt Nam nào mặc áo dài màu tím cũng đẹp nhưng là phụ nữ người Huế phụ nữ Huế thì mặc đẹp hơn những phụ nữ ở những vùng khác đó là câu chuyện mà xin được kể lại tối nay và bây giờ xin được trở lại studio với lại hai bạn Kim Nhung và Hoàng My Dạ vâng thưa với anh Kim Nhung rất là đồng ý với anh bạn thân nhân của anh là bởi vì khi mà một chiếc áo dài khoác lên người với một cái dáng thon thả và một mái tóc dài thẳng đen tuyền rớt xuống bờ vai rồi một chiếc nón lá nữa nghiêng nghiêng nữa ôi trời ơi, nó lãng mạn vô cùng thành ra chỉ có gái Huế nhá mới có bộ tóc thẳng à, và tôi này. nghĩ rằng là cũng có cũng có rất nhiều người phải sống <laughs> sống và chết với cái hình ảnh đó đó chị Kim Nhung đúng vâng. thế vâng thành ra là như vậy có những cái cuộc tình chia tay ở Huế mà tôi còn nhớ mãi tôi còn nhớ là tôi có một anh bạn nữa là anh Hoàng Xuân Sơn anh Sơn là là một nhà thơ và anh ấy cũng ở Huế anh có viết câu rằng là Huế buồn chi Huế không vui Huế o ở lại Huế tôi đoạn này đó là cái lúc mà anh chia tay với một người bạn gái tôi cũng không bao giờ quên được cái câu chuyện đó rất là cảm ơn anh đã chia sẻ câu chuyện rất là dễ thương và phải nói là lãng mạn Vâng, trở lại trong cái chủ đề ngày hôm nay nha anh nhé. À, vào sáng sớm ngày hôm nay thì Chủ tịch của nhà nước Trung Cộng đó là ông Tập Cận Bình cũng đã đến Mạc Tư hoa và bắt đầu chuyến viếng thăm kéo dài 3 ngày. Như vậy thì anh có thể trình bày về cái mục đích chuyến viếng thăm của ông Tập Cận Bình như thế nào thưa với anh? Ờ, tôi nghĩ rằng là, là ông Tập Cận Bình có rất nhiều lý do để thực hiện cái chuyến đi Nga thăm Nga bắt đầu ngày hôm nay và sẽ kéo dài 3 ngày như là chị Kim Nhung vừa nói. Cái điểm đầu tiên là ông muốn gặp ông Putin là người bạn thân tình nhất với ông hiện giờ nên nhớ rằng là ông Putin và ông Tập cận bình mới hồi tháng riêng năm ngoái tức là cái đây mới hơn một năm trời trước khi quân nga uh, vượt biên giới để vào xâm lăng của Ukraine thì là hai ông đã đưa ra một cái lời cam kết tức là cái cái tình hữu nghị giữa nga và trung quốc là sẽ bền vững và sẽ hơn bao giờ hết Đó là không có ai không có một cái mối uh, uh, thân tình nào mà mà có thể so sánh được với mối mới cái giờ mà cái tình hữu nghị giữa hai quốc gia mà chúng ta vừa mới nói đến tức là với nga và trung quốc. thành ra là bởi như vậy. thưa với lại chị nên nhớ rằng là cái chuyến đi của ông tập cận bình cũng là được mọi người chú ý đến. là bởi vì lý do cho đến giờ phút này thì là ông tập cận bình ông không chưa chưa lên tiếng nói rằng là ông không đồng ý với lại ông nga cũng không lên tiếng nói rằng là ông đồng ý với lại cái, cái những cái điều kiện cấm vận mà Hoa Kỳ và các quốc gia tây phương áp dụng đối với Nga nhưng mà rõ ràng là khi mà ông trước khi ông đi lên Nga ông qua Nga thì ông cũng bày tỏ cho mọi người biết đó là ông không hài lòng với lại cái chuyện ông Putin mở cuộc chiến trong giờ phút này lý do rất là dễ hiểu ông muốn là, là sau cái trận đại dịch thì mọi người phải chú ý đến họ có rất nhiều chuyện để họ phải lo chứ không phải là chỉ có chỉ lo cái chuyện chiến tranh Thật ra ông đã từng thắc mắc, nêu có thắc mắc đó. Ông đặt câu hỏi trực tiếp với lại ông Putin rằng là như vậy thì bây giờ ông mở cuộc chiến làm gì? Thật ra đó cũng là cái điểm mà người ta để ý đến và người ta đang chờ đợi xem hai ông sẽ thảo luận với nhau như thế nào trong 72 giờ đồng sắp đến. Đó là điều thứ nhất. Cái điểm thứ nhì nữa là thưa với lại chị Kim Nhung và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả. Nên nhớ rằng là ông uh, ông uh, Tập Cận Bình đến, đến Nga chỉ trong vòng có mấy tuần lễ sau khi ông được chọn để tiếp tục lãnh đạo nhà nước Trung Quốc, lãnh, lãnh đạo Hoa Lục thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa. Và người ta đã muốn, tôi người ta tin rằng là ông sẽ dùng cái chuyến đi này để đánh bóng, chứ hay là đánh bóng cho cá nhân của ông. Và thứ nhì là ông sẽ đánh bóng cho cái quốc gia mang tên Trung Quốc mà ông đang điều khiển. Đó là những cái điểm mà tôi nhìn thấy thưa với lại chị Kim Nhung vâng thưa chú thì như chú vừa trình bày ấy, là ông tập cận bình muốn dùng cái chuyến thăm này để đánh bao đóng để đánh bóng tên tuổi của ông cũng như là của nước trung hoa trong chính trường quốc tế như vậy thì ông ấy đánh bóng bằng cách nào ạ à? tôi nghĩ rằng là ông sẽ đánh bóng bằng cách là ông đưa ra một cái đề nghị hòa bình hoặc là ông nhắc lại cái cái thiện trí xây dựng hòa bình mà ông đã từng nói đến nên nhớ rằng là trước đây chỉ trong vòng được một tháng trời trước đây thì là chính nhà nước Trung Quốc họ đã đưa ra một cái đề nghị 12 điểm để gọi là kiến tạo hòa bình cho Ukraine. Trong đó thì có những điều kiện đầu tiên là họ nói rằng là phải tự kiềm chế rồi sau đó phải ngồi xuống thảo luận với nhau và kết quả là sẽ có hòa bình. Cái đề nghị hòa bình đó hầu như là mọi người không đồng ý. Mặc dù là trong đó thì ông Tập Cận Bình, ông ông Tập Cận Bình và nhà và chính phủ Trung Quốc có một điểm là họ nói họ có nói rõ ràng là biên giới của hai quốc gia là vẫn phải ở cái trạng thái như cũ tức là như trước đây à, tức là chuyện, theo tôi hiểu thì ý ông muốn nói là trước ngày quân nga đưa nga đưa quân vào à, xâm vào xâm lăng ukraine và thưa thưa với là chị hoàng my là như vậy thì chắc chắn là ông Nga sẽ lắc đầu nói tóm lại là họ đưa ra cái đề nghị hòa bình ông tập cận bình ông muốn là xứ giả hòa bình và tôi nghĩ rằng là đó là cách hay nhất để mà ông đánh bóng tên tuổi cũng như là đánh bóng uh, uh, hoa lục trong những ngày sắp đến và tôi tin là chắc chắn ông sẽ nói đến cái chuyện hòa bình khi mà ông nói chuyện với là ông Vladimir Putin. Dạ thưa với anh ngày hôm qua thì tổng thống Putin của Nga cũng đã bất ngờ sang thăm thành phố Mariupol. Đây là một trong những cái địa điểm của Ukraine bị Nga chiếm đóng như vậy thì cái sự xuất hiện của ông Putin trên cái phần đất của Ukraine nó mang ý nghĩa gì thưa với anh? tôi thấy là nó mang hai ý nghĩa, cái ý nghĩa thứ nhất tức là ông Putin ông muốn cho biết là, là chúng tôi mặc dù là cả thế giới bảo là chúng tôi đang gặp khó khăn, tôi đang bị xa lầy ở tại Ukraine nhưng mà rõ ràng là chúng tôi còn đang chiếm đóng được một số uh, thành phố, một số tỉnh, uh, một số quận hạt ở Ukraine đó là cái điểm thứ nhất, cái điểm thứ gì là khi ông xuất hiện như vậy là ông muốn nói rằng là Chứ đây là phần đất của chúng tôi, chúng tôi đã chiếm được và không có một lý do để mà chúng tôi phải buông ra cả. Ý ông muốn nói rằng là quý vị cứ đòi hỏi là tôi phải rút hết quân về nước. Câu trả lời của tôi là đừng mơ tưởng cái chuyện đó. Quân tôi đã chiếm được cái thành thành phố này, đã chiếm được cái tỉnh này. Chúng tôi sẽ không bao giờ buông những cái thành phố, những tỉnh, những địa hạt mà chúng tôi đã chiếm đóng. Đó là hai điểm mà ông Putin muốn trình bày thưa với lại chị Kim Nhung. Thưa chú thì vậy liệu ông Tập Cận Bình có ghé thăm Ukraine hay không ạ? tôi nghĩ rằng là có lẽ là không nhiều người bảo theo tin tức họ bảo rằng là ông tập cận bình có thể là ông sẽ gọi điện thoại nói chuyện với tổng thống zelensky của ukraine và theo dự đoán của tôi thì như thế này là nếu mà ông tập cận bình ông tiếp tục theo đuổi cái cái, cái kế hoạch hòa bình mà ông đã đưa ra thì là có thể ông sẽ rời nga vào ngày thứ tư tới đây nhưng mà một trong những nhân vật cao cấp tháp tùng ông có thể là ông ngoại trưởng nga, có thể là ông cố vấn hội đồng an ninh hay một nhân vật cao cấp nào đó sẽ ở lại và sau đó sẽ bất ngờ lén đi sang nga bí mật đi sang nga sang từ nga đi sang ukraine và gặp gỡ với ông zelensky để bàn thảo về vấn đề hòa bình. đừng quên ông tập cận bình muốn cho người thế giới biết là tập cận bình ngày hôm nay là một tập cận bình của hòa, hòa bình chứ không phải là tập cận bình hiếu chiến như là người ta từng nghĩ. Đó là tôi nhìn như vậy thưa với lại chị Hoàng My. Vâng, xin cảm ơn chú. À, thưa quý vị, à, trước khi à, kết thúc bản tin tối nay thì chúng tôi xin gửi đến quý vị à, danh sách những khán giả ủng hộ cho động đất ở Turkey và Syria ngày hôm nay. Mời chị Hoàng Nhung, à, mời chị Kim Nhung ạ. À. à. vâng. À, xin cảm ơn khán giả bà Hoàng Thị Hào, 90 tuổi ở Cali, 100 Mỹ Kim. Cô Muối Say Cao ở Cali, 100 Mỹ Kim. T&D Order Center ở Hawthorne, California, 1.000 Mỹ Kim. Sương Ngọc Trần ở Texas, 200 Mỹ Kim. Vân Bi Nguyễn ở Everett, Washington, 50 Mỹ Kim. Lập Nguyễn ở Colorado, 300 Mỹ Kim. Yvonne Cao, Westminster, Cali, 200 Mỹ Kim. Thảo Nguyên ở Cali, 200 Mỹ Kim. và vâng, cho tới ngày hôm nay thì cái số tiền Kim Nhung cũng muốn update uh, ngay ngày hôm nay hiện tại đã lên đến 234.022 và 46 sen. rất là cảm ơn quý vị cũng vẫn tiếp tục để hỗ trợ cho cái cuộc gây quỹ cho những nạn nhân độc động đất ở Turkey cũng như là Syria và chúng tôi cũng vẫn đang tiếp tục nhận cái sự đóng góp của quý vị. À, một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất là nhiều xin cảm ơn quý vị rất là nhiều thưa quý vị đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin tối nay của đài truyền hình SBTN xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị kính chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ và an lành hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau xin cảm ơn quý vị kính chào